Tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo và được cha mẹ cho đi học trường các dì phước. Dạo ấy, tôi vẫn còn nhỏ lắm nên chưa ý thức được thế nào là giữ đạo. Chỉ đi lễ Chủ nhật và các ngày lễ buộc vì cha mẹ bắt phải đi và vì sợ mắc tội trọng. Tôi tiếp tục sống cuộc sống như thế sau khi rời khỏi Việt Nam. Thời gian trôi qua với những thú vui, những quyến rũ của thế gian đã dần dần kéo tôi xa Chúa. Thánh lễ Chủ nhật đối với tôi lúc ấy như là một cái gì dư thừa và vô ích. Vui thì đi nhà thờ, buồn thì tôi ở nhà hoặc đi chơi với bạn bè. Những ý thức về tội cũng dần dần biến đi. Tôi thanh thản kéo dài cuộc sống trong tăm tối như thế cho đến một ngày. Mẹ Maria vẫn hằng theo dõi bước chân tôi trên mọi nẻo đường tôi đi để đưa tôi trở về cùng Chúa mà tôi nào có hay. Ngày nọ, vào khoảng năm 1993, anh tôi đến thăm vợ chồng tôi và trước khi ra về, anh ấy hỏi chúng tôi có biết lần hạt mân côi không? Tôi nói rằng lần chuỗi thì biết nhưng không biết suy gẫm các mầu nhiệm. Mấy ngày sau, anh tôi trở lại và cho chúng tôi mượn quyển sách có tựa đề là Bí mật kinh mân côi. Tôi nhận lấy vì sợ nếu tôi từ chối sẽ làm anh tôi buồn. Trong lòng thì chẳng thiết tha đọc thứ sách mà tôi cho là chán nhất vì tôi chỉ đọc tiểu thuyết mà thôi. Một ngày kia, vợ chồng tôi rủ nhau đi bơi. Vì không có sách nào khác để mang theo đọc nên đành lấy theo sách Bí mật kinh mân côi. Thấy những phép lạ mẹ Maria làm qua kinh mân côi, chúng tôi nói với nhau rằng mình đọc thử kinh mân côi xem sao. Danh từ đọc thử bao gồm ý nghĩa rằng tôi không tin và còn muốn thử thách mẹ Maria. Vậy mà mẹ Maria không trách phạt và như là âu yếm tươi cười thách đố vợ chồng tôi thì hai con cứ thử đọc kinh mân côi đi. Sau 8 tháng trời lần hạt mân côi, ban đầu chỉ một chuỗi một ngày nhưng thật là nhạt nhẽo và nặng nề, lại còn thêm chi trí. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì, hình như là do lòng tò mò thúc đẩy. Thế rồi 2 chuỗi, 3 chuỗi một ngày, cho đến lúc việc lật hạt mân côi như là cơm bánh hàng ngày, không có thì như thiếu thốn điều gì. Cuộc đời chúng tôi dần dần thay đổi, những thứ vui trần thế mà hồi nào tôi cho là niềm hạnh phúc, thì giờ đây lại trở thành hư vô. Nào là những buổi tối đi cine, những buổi họp bạn, hát karaoke thâu đêm, tất cả giờ đây đều làm tôi chán ngán. Tôi thầm nghĩ hồi đó mình ngu thế không biết, những thứ đó có gì đâu mà vui, để cho mình phải tốn thì giờ, tốn tiền và tổn hại cho sức khỏe. Và đó là phép lạ mà mẹ Maria đã làm cho linh hồn tôi. Nhưng mẹ lại còn củng cố đức tin của tôi bằng một phép lạ bên ngoài. Ngày nọ, đang lúc ngủ mê, tôi bỗng giật mình thức giấc vì một mùi thơm nồng nàn của hoa hồng thơm loan ra cả phòng tôi. Nửa mê nửa tỉnh, tôi ngỡ rằng có lẽ tôi làm rơi chai dầu thơm hoa hồng. Nhưng nào có phải, tôi đâu bao giờ xài dầu thơm hoa hồng. Mùi thơm hoa hồng là sự hiện diện của mẹ Maria, mùi thơm của hoa hồng trên thiên quốc chứ không phải của thế gian này. Và rồi, chuỗi mân côi của tôi cũng thơm cả năm trời như thế. Tôi vui mừng lắm vì hiểu rằng có lẽ mẹ thật vui lòng vì thấy tôi trở về cùng Chúa. Dần dần mẹ dẫn tôi đến Chúa, lúc nào mẹ cũng thế, không bao giờ mẹ giữ điều gì cho riêng mình. Mục đích của mẹ vẫn là Chúa Giêsu. Mẹ dẫn tôi đến nhà thờ, nơi mà tôi đã xa cách từ lâu lắm rồi. Bắt đầu bằng thánh lễ Chủ nhật, dĩ nhiên là mẹ dẫn tôi đến tòa giải tội trước tiên. Tôi còn nhớ, chưa bao giờ tôi xưng tội tha thiết như vậy. Nước mắt cứ lăn dài trên má. Hết thánh lễ Chủ nhật, rồi thì thánh lễ thứ bảy, cứ thế mà tiếp tục. Cho đến bây giờ thì vợ chồng tôi khao khát Chúa Giêsu thánh thể, đến nỗi không bỏ một thánh lễ nào, kể cả những ngày trong tuần. Một đêm nọ tôi nằm mơ thấy mẹ mân côi, tay cầm tràng hạt, như trong những bức tượng mà tôi thường thấy qua. Tôi thấy cả chính tôi trong giấc mơ, tôi đang cầm sợi dây roi và quất vào một cái gì đó. Mẹ nói với tôi, mỗi một kinh kính mừng con đọc trong tràng hạt mân côi là mỗi roi đòn con quất vào Satan đó. Có những đêm thức trắng, ngồi bên bàn thờ nhỏ trong phòng,
Tôi chẳng cầu nguyện được gì, nhưng chỉ biết khóc cho đến lúc mặt trời mọc. Những giọt lệ ăn năn sao mà ngọt ngào quá. Nó là những thuốc thơm xoa dịu những vết thương trên thân thể chúng tôi. Phải, những roi đòn, mão gai và đinh sắt vẫn còn in sâu trên mình Chúa bởi những tội lỗi tôi đã phạm. Và Chúa đã nhận lấy những giọt nước mắt thống hối này. Ngài đã tỏa ra bằng một mùi thơm trầm hương pha lẫn hoa huệ tỏa ra từ bàn thờ. Mùi hương đó thật nồng nàn và được tái diễn cả tháng này qua tháng nọ. Mỗi khi tôi lần hạt mân côi và tâm sự với Chúa, ngay cả những lúc tôi ngủ say, thể như Chúa nói với tôi: Cha luôn ở bên con, đừng lìa xa Cha nữa. Chúa ơi, con cảm tạ Chúa đã nhẫn nại chờ đợi con quay trở về cùng Chúa mà không để con chết trong lúc linh hồn con đắm chìm trong bóng đêm tội lỗi. Lạy mẹ Maria, không có mẹ thì con sẽ ra sao? Vì con chẳng đáng được Chúa thứ tha, chỉ đáng bị luận phạt mà thôi. Bạn đọc thân mến, những dòng chữ này được viết bằng nước mắt của một linh hồn thống hối ăn năn. Tôi khóc vì tội lỗi mình gây bao nhiêu đau đớn cho Chúa và mẹ Maria. Tôi còn khóc vì cảm nghiệm thế nào là lòng thương xót vô bờ bến của Chúa dành cho linh hồn tôi nói riêng, và lòng thương xót đó còn trải dài và tuôn đổ xuống mỗi linh hồn chúng ta. Hãy trở về cùng Cha nhân từ. Ngài đang mỏi mắt trông chờ chúng ta từng phút từng giây. Còn một điều tôi muốn tỏ cùng bạn đọc: trong thời gian tôi lần hạt măng côi và được mẹ ban ơn trở về cùng Chúa, Satan rất tức giận. Hắn ta tung ra những mánh lới hầu làm vợ chồng tôi hoảng sợ mà bỏ không lần hạt nữa. Rất nhiều hiện tượng xảy ra, nhưng vì để tránh dài dòng nên tôi không viết ra chi tiết. Chỉ xin bạn đọc đặt câu hỏi: vì sao hắn ta lại làm như thế? Cũng chỉ vì kinh măng côi đã phá tan âm mưu trước của nó và giật khỏi tay nó biết bao nhiêu linh hồn. Nhưng đừng sợ, đã có mẹ Maria là sức mạnh của chúng ta. Hãy trở nên những gót chân của mẹ để đạp đầu Satan. Hỡi những linh hồn đau khổ, cô đơn, không tìm được hạnh phúc của cuộc đời và không định được hướng đi, bạn đừng chán nản, hãy đến bên mẹ Maria bằng phép lật hạt măng côi. Mẹ sẽ ban cho bạn hạnh phúc tuyệt hảo là chính Chúa Giêsu, con chí thánh của mẹ. Chúa Giêsu sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng chính Ngài. Rồi đây, bạn sẽ chẳng còn mơ ước gì nữa ngoài việc yêu mến Chúa và mẹ Maria và làm cho các ngài được mến yêu. Hỡi những linh hồn thánh thiện, bạn có muốn làm vui lòng Chúa Giêsu không? Còn gì làm vui lòng Chúa hơn là khi Chúa thấy người mẹ dấu yêu của Chúa được các con cái yêu mến và cậy tin. Vậy hãy sùng kính mẹ Maria hơn nữa, hãy nghe lời mẹ dạy trong những lần mẹ hiện ra đây đó trên khắp thế giới. Các con hay lần hạt măng côi, tôi xin bạn đừng xem thường phép lần hạt măng côi và cho rằng đó là những lời kinh vô nghĩa, mất thì giờ. Kinh măng côi là khí giới của bạn đấy. Cha Thánh Pio Nam Giấu khi đau đớn trên giường gọi một thầy và nói: hãy đưa cho tôi khí giới của tôi. Vật gì mà Ngài gọi là khí giới của Ngài? Đó là sâu chuỗi đó các bạn. Hãy yêu mến mẹ đi, mẹ sẽ làm bạn nên thánh như mẹ đã làm cho các thánh khi các ngài còn trên dương thế. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến tận thánh tâm Chúa Giêsu bằng con đường tắt vừa ngắn gọn vừa êm ái. Tôi xin dừng bài viết bằng lời nguyện mà Chúa đã dạy tôi trong một giấc mơ. Lạy Chúa, con ví mình như cánh lục bình kia, còn Chúa là dòng sông. Lục bình không thể nào sống tách rời con nước kia được. Dù bao nhiêu bão táp, cuối cùng rồi Chúa cũng đưa con về đến bến bình yên. Lạy mẹ Maria, con nguyện đền đáp ơn mẹ bằng cách khuyến khích mọi người con quen biết lần hạt măng côi và nhất là yêu mến mẹ. Sẵn sàng tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, để mẹ dạy dỗ chúng con luôn sống sao đẹp lòng Chúa. Và cuối cùng, được hưởng phúc thiên đàng là nơi Chúa dọn sẵn chỗ chờ đợi mỗi người chúng con. Xin cho con nguyện lấy tình đáp tình mẹ nhé. Bài viết của tác giả Lucia ở Canada. Kính thưa quý vị và anh chị em, qua câu chuyện của chị Lucia, chúng ta có thể rút ra một số nhận định quan trọng. Thứ nhất, về sức mạnh của kinh măng côi và sự cầu nguyện. Câu chuyện của chị nhấn mạnh rằng
Kinh Mân Côi không chỉ là một chuỗi lời kinh, mà còn là một công cụ thiêng liêng, một vũ khí chống lại các cám dỗ của thế gian và các thế lực xấu. Kinh Mân Côi đã trở thành một cái phương tiện mà Đức Mẹ Maria dùng để dẫn dắt linh hồn trở về với Chúa. Đây là một minh chứng cho thấy rằng tầm quan trọng của sự cầu nguyện và niềm tin kiên định trong đời sống tôn giáo, cũng như cách mà Đức Mẹ can thiệp vào đời sống của mỗi người qua lời kinh cầu nguyện. Thứ hai, quá trình hoán cải tâm linh. Câu chuyện của chị đã trải qua một quá trình biến đổi nội tâm từ sự lãng quên đức tin sang việc sống sâu sắc và gắn bó với Chúa. Điều này chứng minh rằng đức tin có thể phục hồi và thăng hoa nhờ vào lòng sám hối và sự hướng dẫn thiêng liêng. Quá trình hoán cải thường bắt đầu từ những cái nhận thức nhỏ, nhưng khi kiên trì cầu nguyện và tìm kiếm Chúa, nó có thể biến đổi hoàn toàn cuộc đời. Thứ ba, nói về tình yêu của Đức Mẹ Maria và lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua câu chuyện của chị, ta thấy rằng Đức Mẹ Maria luôn chăm sóc và bảo vệ những người con lạc lối. Bằng sự can thiệp nhẹ nhàng và tình thương vô biên, mẹ đã dẫn dắt chị trở về với Chúa Giê-xu. Điều này phản ánh lòng thương xót của Chúa luôn sẵn sàng chờ đợi và tha thứ cho những ai biết sám hối và tìm kiếm Ngài. Đức Mẹ không giữ một điều gì riêng cho bản thân mình mà luôn hướng dẫn con cái của mẹ đến với Chúa Giê-xu. Thứ tư, đó là sự đánh lừa của thế gian. Qua câu chuyện của chị nhắc đến những việc thú vui ở trần thế từng lôi kéo chị xa rời đức tin, nhưng sau đó chúng trở thành hư vô khi chị đã tìm lại một cái mối quan hệ với Chúa. Đây là một thông điệp sâu sắc về sự trống rỗng của các giá trị vật chất và thú vui ở thế gian. Khi con người mà chìm đắm vào những điều này, họ thường mất đi phương hướng và mục tiêu thực sự của cuộc sống, đó là tình yêu Thiên Chúa và cuộc sống vĩnh hằng. Thứ năm, sự chống đối của Satan. Khi chị nhận ra rằng bắt đầu lần chuỗi Mân Côi, Satan trở nên tức giận và cố gắng phá hoại hành trình đức tin của chị. Điều này cho thấy cuộc chiến tâm linh không chỉ tồn tại ở trên bề mặt mà còn diễn ra trong những cái tầng sâu thẳm của linh hồn, khi Satan tìm cách ngăn cản bất kỳ một cái sự kết nối nào của Chúa với chị. Tuy nhiên, sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria qua kinh Mân Côi cho thấy sự an ủi và sức mạnh tinh thần khi đối diện với những cám dỗ và thử thách này. Kính thưa quý vị và anh chị em, câu chuyện của chị không chỉ là một lời chứng cá nhân mà còn là một bài học quan trọng về đức tin, về lòng sám hối, về sức mạnh của kinh Mân Côi. Nó còn khích lệ cho những ai đang lạc lối hay cảm thấy mất phương hướng trong đời sống đức tin, giúp họ thấy rằng qua lời cầu nguyện và lòng tin tưởng, họ có thể tìm lại niềm an ủi và sự bình an nơi Chúa và Mẹ Maria. Còn quý vị và anh chị em nghĩ sao qua câu chuyện này? Hãy để lại những lời comment bên dưới. Quang Hải xin chân thành cảm ơn quý vị và anh chị em. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Ave Maria để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.